Truyền thông có tầm tác động và ảnh hưởng với không chỉ sự phát triển của bóng đá đỉnh cao mà với ngay cả bóng đá phong trào. Trong bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ Michele Cox về tầm ảnh hưởng của truyền thông đối với sự phát triển của bóng đá phong trào. Xin được lưu ý với quý vị và các bạn là tiến sĩ Michele Cox là chuyên gia tư vấn hàng đầu của Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng như Liên đoàn bóng đá châu Á đang có mặt tại Việt Nam. Đầu tiên xin cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài truyền Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi dành cho bà là bà có thể cho biết cái mục đích trong chuyến làm việc tại Việt Nam của bà lần này là gì? Hiện tại, tôi là tư vấn của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Giữa Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá châu Á đã có biên bản thỏa thuận ghi nhớ. Trong đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ giúp Liên đoàn bóng đá châu Á thành lập nhóm chuyên gia. Nhóm chuyên gia này sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các liên đoàn bóng đá thành viên như VFF hay dự án bóng đá cộng đồng. Qua đó, các bạn có thể xây dựng được chiến lược truyền thông và marketing nhằm tăng cường sự hỗ trợ của các đối tác, giúp cho sự phát triển bóng đá phong trào tại Việt Nam phát triển. Vậy bà đánh giá như thế nào về sự quan trọng của truyền thông đối với sự phát triển của bóng đá phong trào ạ? Truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng với bóng đá phong trào. Truyền thông có thể định hướng cho các trẻ em những ước mơ. Ví dụ như, nếu các em nhìn những chương trình bóng đá trên TV hoặc những ngôi sao chẳng hạn, thì có thể các em sẽ có những suy nghĩ, mình mong muốn được như người này, như người kia. Và như vậy, truyền thông sẽ định hướng được tương lai của các em và giúp cho các em muốn tham gia các sự kiện bóng đá. Bà nhận xét gì về mối quan hệ giữa truyền thông Việt Nam và bóng đá phong trào tại Việt Nam ạ? Mối quan hệ giữa truyền thông và bóng đá phong trào tại Việt Nam về mặt sơ khai đã có rồi. Tôi thấy hai vấn đề quan trọng trong mối quan hệ giữa truyền thông và phát triển bóng đá. Đó là truyền thông giúp cho những người lãnh đạo thấy được tầm quan trọng của sự phát triển bóng đá. Thứ hai là phương tiện truyền thông phải biết cách tiếp cận vào những hoạt động bóng đá như thế nào. Sau buổi họp với những nhà báo của các cơ quan truyền thông tại Việt Nam vào ngày 5 tháng 8, tôi đã thu được rất nhiều điều bổ ích cho mình. Tôi thấy bóng đá phong trào tại Việt Nam đang làm rất tốt, mà tôi rất mong muốn nhân rộng mô hình này đến những nước khác nữa. Bản thân tôi đang rất muốn làm một cái gì đó để hỗ trợ chiến lược nhân rộng mô hình của bóng đá Việt Nam, của VFF trên toàn Việt Nam, để giúp cho tất cả các trẻ em của Việt Nam đều có thể tham gia vào các hoạt động bóng đá phong trào. Tôi tin tưởng rằng nếu phong trào bóng đá Việt Nam phát triển, thì bóng đá đỉnh cao cũng sẽ phát triển. Bản thân tôi đang rất muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy Việt Nam thi đấu ở World Cup. On the other side of football. Bà đã có những kế hoạch và những sự chuẩn bị như thế nào để có thể phát triển được bóng đá phong trào tại Việt Nam? Tôi mới đến Việt Nam trong khoảng thời gian 3 tuần thôi. Đây là giai đoạn tôi phải tìm hiểu, học hỏi, khám phá để biết nhiều hơn về Việt Nam, bởi vì tôi không phải là một chuyên gia Việt Nam. Tôi chỉ biết về bóng đá, nên tôi cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để gặp các đối tác ban ngành khác nhau để thảo luận với họ. Sau đó, căn cứ vào những cuộc thảo luận, tôi sẽ giúp Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như dự án bóng đá cộng đồng Việt Nam lập ra một kế hoạch định hướng cho tương lai của bóng đá phong trào. Bản thân tôi rất yêu Việt Nam, nên tôi muốn 3 tháng ở Việt Nam là 3 tháng tôi làm việc, chứ không phải là đi chơi. Cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.